không giờ giờ đâu có bị gì đâu, đang đi tới trời trên Bình Phước đi về á, không sao á. Kêu mẹ ơi không? Con kêu không nghe. Con có kêu hả? Kêu nhiều không? Kêu lớn 2 ký không nghe nữa. Cậu kêu hả? Cậu kêu là con chạy ra. Lúc đó con có tìm mẹ không? Mẹ trên thấy lửa rồi. Kêu lúc đó con thấy lửa rồi. Có kêu mẹ không? Có nghe tiếng mẹ không? Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì giờ này là cũng 4 giờ 15 phút của ngày 20 ngày 20 tháng 2, tức là ngày 11 âm lịch tháng Giêng năm 2024. Thì cái câu chuyện qua chợ sang nay sang quay lại với chỗ câu chuyện thảm kịch của vụ cháy mà bốn người đã tử vong. Thì Phan đang đi công tác ở Bình Phước á, giờ cái bên công an báo là nó nhận xác, đã có kết quả ADN rồi để mà trả về cho gia đình cho nó đúng cái xác mà của gia đình nào gia đình đó lấy về khỏi mất công bị lộn xác á, cho nên mình thử ra thì mấy đứa tụi nhỏ ở nhà nó cũng đi lấy được hai cái xác rồi đem về chỗ ông quen đang đậu đây. Giờ sang tới nơi rồi à. Giờ mọi người cùng sang vô tìm hiểu sao cái câu chuyện như thế nào nha cả nhà. Rồi rồi tới mấy đứa tụi nó mới gì xuống luôn. Động nó hú à. Chạy nó à. Không biết. Đi rồi không giờ giờ đâu có bị gì đâu, đang đi tới trời trên Bình Phước đi về á. Không sao á. Chạy ở chỗ khác nhổ dây điện ra. Chứ đây nó ồn. Hàng xóm tới là đốt nhang rất là nhiều nha cả nhà. Xe sang không biết tự nhiên sao tới đây giống như là có điểm gì đó thông báo cho những người mất mình đã về tới. Mà khi mình đi trên Bình Phước mình có điện về cho mấy đứa nhỏ nó tranh thủ nó lấy hòm nó đem lên. Tự nhiên về tới đây cái xe nó hú lên quá trời luôn. Thấy là rất là thương, tội nghiệp.
giờ còn hai cái ở trên nhà xác nữa. Sang vô nhắn nhủ gia đình xong rồi Sang mới đi lên cảnh là đưa hai cái, một cái về Bảo Lộc, một cái về Bến Tre nữa. Chắc bữa nay chắc là chạy xuyên đêm nữa rồi. Còn đứng lên là bác Tám làm cho. Con bao nhiêu tuổi rồi? Tỉnh đốt nhang cho mẹ ha. Tám chỉ buồn với lại con nha. Cố gắng lên con. Xong thì bác Tám với bên người tổ mình chẳng là có người sự tham gia lên để hỏi cho việc con. Sau này con ăn học đâu đó nhé. Giờ lo công việc cho mẹ mình nha. Cho mẹ được sự mốt. Con tên gì? Ngày không còn học lớp mấy rồi? Còn không muốn tiếp tục học nữa không? Cố học lên con, hãy còn đã lo cho em học để cho mẹ mình hãnh diện. Có Tám sao lo cho con đi học nha. Con học trường nào con? Hả? Trường Phú hả con? Rồi. Cháu nó rất là tội vì thật sự cháu nó còn quá nhỏ, mới 14 tuổi, nó còn đứa em nữa đúng không thầy? Còn đứa chị nữa hả? Chị này là đứa em, bé chị này bên bệnh á. Bé này là ở Bảo Lộc, mẹ về Bảo Lộc đúng không? Nhỏ nhỏ đây nè. Ở đây, còn người chị nữa hả? Bé chị cũng lớn lại xíu à. Lớn bao nhiêu? Lớn chắc gần 2 tuổi rồi. Còn bé chị đâu? Nãy bên Bình Hòa cho nó còn bệnh, tại xe chật đó. Tới thêm hai cái hòm nữa lên lo hai cái xác ở trên Bình Long Hòa. Rồi thằng Cường với thằng Nhân với cô hộ tống một cái xác đi về bà Bảo Lộc. Ha. À, còn tao với bác Giới đi Bến Tre. Rồi đưa xác đi Bến Tre. Bây giờ tập trung đi lấy hòm mấy đó, tập trung đi lấy hòm đi rồi đi xuống. Còn ngày trưa ngày mai mà 11 giờ đó là gia đình cũng mong muốn là có xe nhà vàng cho nó đàng hoàng á. Thì để gia đình thuê xe nhà vàng. Dạ. Rồi gia đình xin mình cái tiền chi phí để mà thiêu á. Thì ngày mai mình sẽ cho cái phần thiêu đó. Một tí xíu nó chụ vô nói chuyện với gia đình. Rồi mấy đứa tập trung đi lên làm hai cái kia đi. Rồi sư phụ chạy lên nhà xác sau. Rồi vậy đi nha. Ok. Rồi đi đi. Ủa anh Tâm không? Hả? Hồi nãy liệm anh khóc không xỉu luôn á. Cái mặt nó cho quay. Nãy không. Nãy nó xỉu bị giò luôn á. Đến nói chuyện với anh để xong rồi bắt đầu tụi anh đi nữa. Rồi ngày mai như thế nào để tụi anh nói cho nó rõ. Rồi lén nữa phải tụi anh đưa đi một cái đi Bảo Lộc, cái đi Bến Tre nữa. Cho nên thì anh cũng mong muốn để gặp người nhà anh nói cho nó rõ rồi xong rồi bắt đầu mới đi. Ngày mai biết nhiêu là sao? Ngày mai hồi nãy nghe anh nghe nói ai nói hô là người nhà thuê xe nhà xe bên Đậu Tì ta đưa đi. Đó. Rồi Lâm Gia anh mới hỏi lại kỹ để biết là tụi anh mai khỏi qua. Anh Tâm là người quyết định đấy, hỏi anh Tâm rồi. Đúng rồi, đấy. Anh Tâm là người quyết định. Ừ. Không sao, không sao. Cứ lo cho gia đình đi. Bên ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10 đã cũng cử người xuống để mà hỗ trợ. Bên dân quân tự vệ phường. Rồi tối nay có mấy lãnh đạo xuống để mà người ta đốt nhang. Cho nên là tối cử người nhà ở lại coi để tiếp khách. Em nghe anh Tâm nói là sáng mai anh sẽ phát biểu để anh cảm ơn đội của Tấm Sơn, chính là chính quyền địa phương. Chắc có lẽ tụi anh đi xuyên đêm á, ăn láng nữa anh đi xuyên đêm luôn á. Để đưa về tới quê nhà. Xong rồi anh sẽ quay về chắc trưa mai mới tới đây. Đó. 11 giờ là khi đó,
Rồi. Anh Cam ơi. Để anh đốt nhang đi xong rồi nói chuyện. Thật sự mấy những câu chuyện là rất là đau lòng, Sang cũng không có muốn hỏi về cái câu chuyện của gia đình của người ta nhiều. Sang không muốn hỏi gì. Để mình gắng cố gắng hỗ trợ để họ cho họ họ đi được thanh thản, cũng như hỗ trợ cho gia đình họ đầy đủ cái nghị lực để mà lo cái hậu sự. Còn nói về mấy đứa nhỏ thật sự mình không biết nói sao. Chỉ trong một đêm kinh hoàng đó là mất hết. Những người mẹ ra đi để lại bao nhiêu đứa con, 4 đứa con. Rất là tội. Sang sẽ gắng cố gắng làm hết sức để mà hỗ trợ cho gia đình được tới đâu hay tới đó. Giờ để Sang gặp nói chuyện với lại cái người anh. Người anh của những người mất. Đây là hai người này nằm trong đây là hai cái anh em. Còn hai cái xác mà đưa về Bảo Lộc với lại Bến Tre là dạng mà bà con hay bạn bè gì đó, chứ không phải là anh. Lên ghé chơi ở nhà chơi xong ngồi đi ngủ đêm, sáng mai đi làm. Bắt đầu người ta khai trương làm lại đi làm. Đùng cái nó xảy ra chuyện như vậy. Anh đừng ấy mà anh em đến gặp em hỏi anh cái. Dạ. Thứ nhất là ngày mai 11 giờ Động Quan đúng không? Từ 11 giờ đến 12 giờ. Thì gia đình hồi nãy em nghe mấy đứa lớn em nói là gia đình có thuê xe. Dạ. Thuê xe người ta lo đi Động Quan. Dạ. Ok, nếu mà ngày mai gia đình lo thuê xe thì để cho bên đó đậu tiền người ta lo để nó đưa đi. Còn tụi em sẽ gắng cố gắng hết sức là giúp cho hai ca này đi về một cái về Bảo Lộc, cái về Bến Tre. Thì chắc là tụi em phải làm xuyên đêm đó. Dạ. Trưa ngày mai mới quay lại tới Sài Gòn. Đó, nếu mà anh có thuê được bên đầu tì thì tốt. Còn cái phần gì anh có cần bên tụi em hỗ trợ nữa hay không thì anh cứ nói. Dạ, bây giờ nó trước mắt thì về xin phép để báo anh lắm. Dạ. Thì về cái phần ở bên hiệp hội á, họ từ viện Tấm Sang á, đã cùng tập thể anh em và chính quyền địa phương cố gắng tới giúp đỡ gia đình trong ban nạn ngay đây. Có tổ chức đưa xe thì gia đình cũng có nguyện vọng thuê xe đưa đi với một cái xe du lịch cho đưa đi Động Quan, đưa lên Định Hòa Thiêu. Do vậy á là cũng không cần thiết cái tài xe bên anh đưa đi. Từ đó là gia đình ghi nhận để cảm ơn bên hiệp hội. Còn vấn đề khác á, còn vấn đề anh bên hội á có lẽ cũng cần lo cho hai cái cảnh của em dâu và đứa em Cường để về tỉnh đó. Thì gia đình ghi nhận và cảm ơn hiệp hội và các mạnh thường quân đã hết lòng giúp đỡ cho hai em đó cùng gia đình qua các tai nạn này thiên tai. Trước mắt gia đình ghi nhận và cảm ơn mạnh thường quân trong nước ngoài nước, chính quyền địa phương các cấp và hiệp hội thường quyền Tấm Sang và tập thể cùng chia sẻ giúp đỡ cho gia đình hoạn nạn qua được khó khăn này. Lần nữa gia đình cảm ơn. Không sao anh, miễn sao gia đình gắng cố gắng cố nén đau thương để vượt qua những cái khoảnh khắc này. Em cũng thay mặt cho tất cả quý vị mạnh thường quân mà gửi hòm cho cũng như là khán giả cùng đồng tâm hiệp lực để mà cầu nguyện cho hai hương linh, những hương linh này để mau được siêu thoát. Anh gắng cố gắng giữ bình tĩnh thì cần gì cứ việc nói với em nghe. Rồi tụi em sẽ hỗ trợ được cái gì tụi em hỗ trợ. Vậy nha anh ha. Dạ, thay mặt gia đình cảm ơn bên hội rất nhiều và tập thể của hội. Đó, bây giờ bên ban ngành họ vô. Dạ. Để mà dưới anh tiến. Xuống dưới nữa. Đúng rồi. Dạ. Ok, bây giờ em hãy quay vô trong nhà xác để dạ. Em lo hai cái kia. Dạ. Có gì cần thì anh cứ alo em nha. Dạ, dạ. Rồi dạ, thôi, vậy anh. Nha. Dạ. Thì, đó, bây giờ bên ban ngành ta cũng vô. Cảm ơn anh Tấm Sơn nhiều lắm. Dạ, dạ, dạ. Phải nói là thật sự là người dân em cũng có nhiều cảm xúc. Thương mà con. Nói chung là chính quyền địa phương đã cực kỳ là nhạy bén để mà kịp thời để mà can thiệp hỗ trợ cũng như là động viên. Rồi những cái phần quà, những cái bao thư gửi trao tặng nhanh và liền để giúp cho gia đình có được những cái chi phí để mà lo cái hậu sự. Tuyệt vời lắm. Em sẽ gắng cố gắng hết sức để em anh đồng hành nha. Dạ dạ dạ. Đó thì bây giờ là ban ngành vô rất là đông, đặc biệt là
công an phường, ủy ban phường, rồi ủy ban quận, ở bên mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10, rồi ở bên ủy ban thành phố người ta cũng vô. Thì thật sự cái hoàn cảnh này rất là thương tâm, cho nên thì cũng đón nhận được cái sự tình yêu thương của tất cả mọi người, đông đảo của bà con nhân dân, kể cả luôn chính quyền các cấp. Thì giờ này chắc cũng là gia đình cũng rất là lo bu, thì Sang cũng xin phép mọi người xin rút ngắn cái video lại ở đây. Sang còn quay vô trong nhà xác để lo thêm hai cái xác kia nữa. Rồi một lần nữa Sang cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Sang đồng hành trên những video, cũng như là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã cho hòm còn lại tất tần tật Sang lo, và Sang cho cái nhà cũng như là đóng tiền thiêu. Và nếu như gia đình có mong muốn để hỗ trợ, Sang cũng nhận sẵn sàng hỗ trợ. Đặc biệt là cái quan trọng nhất là bốn đứa bé, Sang rất là xót xa. Thôi thì bây giờ Sang cũng không có thời gian nhiều để đứng đây để chia sẻ với quý vị. Sang sẽ chia sẻ ở cái khoảnh khắc khác nha, quý vị thông cảm Sang nha. Giờ Sang phải đi, gặp lại quý vị sau nha cả nhà. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã cho hòm. Hồi nãy giờ Thủy với anh Sang với mọi người rồi quay vô tận liệp tiếp hai người. Em đưa vô, nếu mà trường hợp gia đình người ta khó khăn quá thì em cho lên bất tiền. Dạ, dạ. Còn nếu mà gia đình nó có điều kiện rồi thôi. Rồi giờ em đi nha. Bỏ chồng anh đi bệnh viện.